Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một thử thách đi tù, nhà tù. Và bây giờ là không linh tinh lưu thuyên dài dòng gì nữa thì bốn thằng chúng tôi ở đây sẽ bắt đầu bốc thăm. Đây là vòng đầu tiên quay số ngẫu nhiên, quay vào tên ai thì người đấy phải bấm trước. Chơi nó phải xanh chín các bạn hiểu không? Xanh chín. Đúng rồi, phải xanh chín. Ai phải bấm trước đây? Tiền Huy Duy Nam. Cây ngục nha, cây ngục nha. Tù nhân. Cây ngục đây. Tù nhân. Cây ngục. Nào nào, cái gì đây? Tù nhân rồi. Tù nhân. Rồi. Tù nhân rồi. Vậy là ok. Là tù nhân. Hai ông này là tù nhân. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cai ngục. Hôm nay rất hên được làm cai ngục. Những cái lúc như này thấy rất là thiêng liêng này. Tôi thích làm người tốt các bạn ạ. 3 sao luôn đấy. Đấy xa. Đây các bạn nhìn cai ngục này. Đấy. Đây. Đây nhà tù này, hỏng ơi. Chúng tôi là được sử dụng súng. Trước khi mà chúng tôi bắt đầu thử thách này thì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái điện thoại. Điện thoại này là auto để 24/24 giờ để bấm chạy thời gian ở đây các bạn nhìn này. Đó, nó sẽ chạy như này liên tục và tôi quay time lapse để cho các bạn biết được là tù nhân ở trong đây bao nhiêu lâu. Giới thiệu với lại hai anh tù, đây là hai phòng giam của các anh. Rút vào. Cán bộ bảo ai rút đấy? Cán bộ phải dùng ngôn từ nó chuẩn xác vào. Vâng ạ. Cán bộ không cần phải khóa đâu. Ơi. Đấy, ở trong đấy ngoan, 50 giờ nhá. Bây giờ bắt đầu bấm giờ cho anh em nhá. Ok, tôi đã bấm xong thời gian. Đấy, một cái chiếu nhá. Anh mà làm gãy của tôi một cái song nhựa, song sắt nào đây nhá, là tôi phạt anh biệt giam đấy. Này, cu. Đấy, các bạn nhìn cái thằng này nó ngủ quần áo chưa? Nhìn cái thể loại ngủ không chấp nhận được. Em mắc vệ sinh quá cán bộ ơi. Anh em là đi vệ sinh nặng nhẹ là ở trong tù đi nhá, không ai rất là ngoài đi đâu mà cứ xin. Cán bộ cứ cười ăn uống trong này, cán bộ còn cho đi vệ sinh thối lắm. Tôi đưa cho anh thử tế nhá. Hai tay đưa thử tế. Chiếc thằng này là không khuyến mại cái nắp. Khai tự gửi. Đấy, cầm bô và đi vệ sinh trong đấy nhá. Đây là đi đại tiện hay đi nặng đi nhẹ đi hết vào đấy. Thối tự chịu. Đây là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đấy phát cho đánh răng cho đỡ thối mồm. Xin cán bộ nhá. Đây, pha cho cái khăn mặt. Vâng, em cảm ơn cán bộ rất nhiều. Ừ, ngoan được. Đưa một lần đi nhiều ấy cán bộ. Có lấy không? Không đưa đây. Anh đưa người đây không lấy, cán bộ nhiều. Đây đây. Phát cho anh em thêm cái chăn nữa. Ôi. Đắp cho nó mát. Chăn luôn à? Ừ. Sao cán bộ mua chăn dày dày, đêm lạnh thì chăn mỏng như tờ giấy này cán bộ ấy. Cán bộ mồm như cái mồm đi vịt ấy. Anh vừa bảo ai à, mồm như đi vịt á? Ta cái thằng này bỏ tay ra. Biệt giam đấy nhá. Xong công tác thì bố về bố thăm con nhá. Bố được nghỉ phép, bố về thăm con. Con yên tâm, nghỉ phép bố về nha. Công nhận là làm cai ngục sướng thật các bạn ạ. Cán bộ ơi, vụ khăn lượng quá cán bộ ơi. Thằng cán bộ đâu? Án đù. Dám gọi thằng cán bộ đâu, nó lại có nước nào. Anh cán bộ xin em xin chai nước. Bây giờ là chưa đến lúc uống nước. Bây giờ ơi, đi tù còn phải uống nước đâu giờ ơi, cán bộ chết ta đây. Không biết là nếu mà tôi với ông này mà vào ông tù với hai thằng này nó ở ngoài nó sẽ như thế nào, chắc là nó cho tôi nhịn từ giờ sáng mai quá. Cái thằng Cu Huy này nhá, là nó vừa gọi chúng tôi là mấy thằng cán bộ rất là mất dạy bố láo rồi, bây giờ thằng này phải trị. Bước ra đây. Ngồi xuống. Cho tay trên đầu. Bây giờ vào đây biệt giam một tiếng. Thái độ bà lùng cùng. Đấy. Đấy nhá, cái thể loại thái độ là vào biệt giam. Đồ húi lạnh. Bất ảnh được ạ. Không chịu được. Nóng lắm các bạn ạ, nóng lắm. Tí nữa mình sẽ vượt ngục. Ai cho ông vượt ngục à? Ông vượt kiểu gì? Ông vượt kiểu gì? Ông vượt kiểu gì? Ông vượt hộ tôi cái, tôi vượt cho đi, ông thêm một tiếng nữa luôn. Ông vượt đi. Ông xin... ra khỏi cái song sắt này, ông lại vào đấy thêm một tiếng nữa. Bây giờ ông thích một tiếng hay thích hai tiếng? Thôi em xin cán bộ. Ngồi ngoan đấy một tiếng nhé. Huy ơi, mãn hạn tù, ra ngoài. Vâng. Anh lên. Huy vừa mới trải nghiệm xong phòng biệt giam trong vòng 1 tiếng. Đây là khẩu phần ăn của anh em, chỉ có như thế này thôi. Đi tù là không có sướng. Em ơi,
cơm đi. Ừ, ăn rồi ngoan nhá. Cảm ơn. Ừ, ăn ít ỉa nhiều. Ăn cơm không? Bỏ cái chân xuống. Cơm như cơm cho lợn ăn vậy. Không ăn được đây. Ăn không? Cố ăn, cố nuốt đạm vậy. Mời mọi người nhá. Rất lỏi luôn. Cơm như cơm chó ấy. Anh nói thật với chú nhá. Chó ấy nó phải gặm xương, hiểu không? Còn đây chú được ăn xúc xích mà chú lại chê cơm, cơm chó thích không cho ăn được không? Anh ăn được mấy anh quên mục kìa, anh ăn này. Đâu là nào quên mục? Ba cái đứa ngủ không thể chấp nhận được. Ây ôi, tập hòn đi. Hai phạm nhân đi lao động công ích nhá. Ui giời sướng. Nhặt hết rác nha. Ờ, hết rồi. Hết rồi cán bộ ạ. Hết chưa? Hết rồi. Không còn gì. Đấy, chiều ra cho tập thể dục thể thao cho nó khỏe. Hết giờ chơi rồi, hai tù nhân đi vào trại đây. Nghiêm chỉnh cái bài cả. Đây, mỗi người phát cho một gói dầu gội đầu. Rồi, chuẩn bị đi ra tắm. Anh có 10 phút để tắm nhá, tắm nhanh lên. Úi dồi ôi, đi tù phải sướng như vua các bạn ạ. Từ bây giờ đến sáng mai là không được ra đâu nhá. Ơ chán thật. Duy ơi, ngồi há mõm ra ngủ chứ. Đúng rồi, 6 giờ tối là bữa tối của hai tên tù nhân. Khuyến mại cho anh em thêm một hộp sữa nữa. Đấy. Rồi. Này Huy, đưa cho tù nhân phải đưa đồng hoàng nhé. Khổ lắm các bạn ạ. Ăn mì tôm sữa tận mõm này vẫn kêu khổ. Tình hình là tôi mới phát hiện ra đây có cái cưa. Tôi không biết là tiền nó cầm cưa vào hay ai cầm cưa mà tự nhiên ở đây có một cái cưa. Thế này anh hỏi cái cưa này đâu ra? Em chịu ấy. Có khai không? Nếu không khai bây giờ biệt giam. Chịu ấy. Cố láo thật. Ra ngoài. Đi ra ngoài. Cho hai tay ra đằng sau. Đừng thích chặt nữa. Đứng đấy. Nào. Bây giờ là đi kiểm tra xem là có cái gì trong này không. Thanh niên này. Uầy. Vãi trưởng. Cầm luôn cả một mẩu cưa này vào ạ. Ê, vào tận trong phòng kiếm được cái này rồi. Có cái gì nữa không? Tiền, anh có cái gì nữa không? Sao? Cái gì? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài này. Cho tay ra sau. Đi vào trong. Đi vào trong. Ông này không phát hiện ra cái gì. Lò Văn Duy đây. Đấy đây. Canh tù kiểu gì mà ngủ lăn ngủ lóc này. Đấy đây. Cho hai tay trên đầu. Rồi. Đấy. 1, 5, 6, 8, 4, 9, 5, 10. Ok. Đi vào tù khu. Này, đi vào tù đây. Đây là bữa sáng của phạm nhân đấy, có hai bánh mì, một hộp sữa ông thọ. Này, bữa ăn sáng.
Dậy đi học. Học, học lượng mai, đúc học lại, đuổi gì xin. Cô này trộm chó à? Thằng trộm chó này là đạo đức không tốt này, đọc giáo dục công dân. Đọc đạo đức và kỷ luật. Hai phạm nhân đã đọc thuộc chưa? Bây giờ nha, nếu mà phạm nhân nào thuộc được hết 3 câu ABC của đạo đức và kỷ luật thì tôi sẽ cho cái phạm nhân đấy được ngồi ngoài này ăn cơm trưa và được một lon Coca miễn phí. Phạm nhân đọc cho tôi cái nội dung bài học đạo đức và quy định nào? Đạo đức là những quy định, những chuẩn mực của con người và con người khác đối với công việc. A few moments later. Phạm nhân này đã đọc thuộc được khoảng 90 trên 10. Chúc mừng phạm nhân sẽ được một lon Coca và được ăn bữa trưa ở ngoài này. Phạm nhân Huy đọc thuộc nội dung bài học đạo đức và những quy định. Kỷ luật là những quy định chung của một tập thể. Vào tù nhanh. Bây giờ phạm nhân này là không đọc thuộc nên tôi sẽ cho đây ăn cơm bình thường. Đây là bữa trưa của tù nhân Tiền. Đấy, khuyến mại cho cốc Coca. Bữa ăn hôm nay của Tiền rất ngon bởi vì là có đủ cơm rau. Đây là bữa trưa của hai quản ngục. Ngon lắm. Anh có một phần thưởng muốn dành cho chú là 1 triệu đồng với một điều kiện là chú phải cạo trọc đầu. Không, không bao giờ. Anh có một đề nghị là 1 triệu đồng để cạo trọc đầu. Không. 2 triệu. 2 triệu cạo trọc đầu. Chơi luôn. Chơi luôn đúng không? Ok. Anh cắt cho em gì quả đầu uy tín luôn. Thà em tự cắt vẫn đeo hơn đấy. Thôi bỏ ra nè. Bỏ tóc đang làm đấy đi. Trời ơi, mát quá đi. Mát, anh vào mà gội. Chẳng mát không? Cửa mở sẵn rồi, vào thôi. Thanh niên chuẩn bị được gặp bạn gái, bây giờ đánh răng cho đỡ thối mồm. Phạm Nhân Huy có người nhà đến thăm á. Ôi trời ơi, anh đi anh. Đây, em ngồi đây. Rồi, anh có 30 phút để gặp người yêu. Anh ở trong đấy cải tạo tốt nhá. Ok, nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Có gì anh cải tạo xong rồi anh về với em. Tôi thấy là rất là cảm động giữa cái tình yêu trong sáng và rất là đẹp của hai bạn. Thì tôi sẽ tạo điều kiện cho Phạm Nhân Huy được gặp người yêu trong ngôi nhà tù hạnh phúc. Anh em mình vào đây tâm sự tí câu chuyện nhá. Cái thằng này có một người. Anh thầy đưa tâm sự người. Thôi, các thầy đi ra kia nhá, để em tâm sự với người yêu em nhá. Rồi, 10 phút thôi nhá. Ừ, 10 phút. 10 phút thôi. Phạm Nhân Tiền. Phạm Nhân Tiền này đi ra phòng Việt Nam. Ông mở cửa ra. Đùa, kéo chân mày cả thôi đi. Cày chân đi. Phạm Nhân Tiền cố gắng thì có tí nhá. Cày chân đi. Cố gắng ông đấy 10 phút nhá. Mấy ông thì làm ăn chán tê nhỉ. Ôi trời ơi. Đúng thế. Dùng quá thì rơi đúng quẹo ấy. Thôi hết giờ rồi em. Hết giờ. Em yêu của anh. Đấy, em về nhé. Anh quá, sẽ nhớ quá, em nhiều lắm. Quá, cay quá. Thôi, nhà em nhé. Đi vào đây. Anh đã cải tạo xong anh về đi em nhé. Ừ. Ây ôi. Rồi. Nghĩ cho bạn đến trong một đôi gặp em nhé. Cay ra đây. Bây giờ hai phạm nhân sẽ thi vẽ. Ông nào mà vẽ đẹp thì tôi cho 1 triệu. Ông nào vẽ xấu thì không được cái gì. Tôi không tin được cười. Cá chép quá rồng mà chú vẽ vậy như con rết này. Bây giờ tôi sẽ xăm hình cho Tiền nhé. Thành giang hồ thứ thiệt luôn.
Rồi sau khoảng tầm 5 phút thì tôi đã vẽ xong con cá chép hóa rồng. Đây nó nhìn ra được con cá chép. Đây các bạn nhìn nó ra con gì? Con này con cá ngựa à? Đây các bạn nhìn nhá. Đây con này con gì? Con này con rết à? Không ăn đâu cán bộ ơi. Này mì tôm là ăn em ơi. Không ăn. Sao không ăn? Nhìn mặt cán bộ không muốn luôn rồi. Ăn mì tôm không? Không. Này. Không, không ăn. Không ăn thì ok. Phạm Nhân Tiền chưa có ăn cơm không? Để chúng tôi còn biết. Cơm có canh có quả mới ăn. Cơm không có canh đâu. Không ăn luôn. Không ăn luôn, ok. Đưa mì tôm cho Phạm Nhân ăn nhưng mà nó không ăn nên là bây giờ là quản ngục sẽ ăn. Ngon quá. Thông báo với lại hai phạm nhân nhá, là còn một tiếng nữa thôi thì hai phạm nhân sẽ được tại ngoại. Phạm Nhân Tiền, tại sao anh cười? Nhìn mặt cán bộ ngộ quá. Chúc mừng hai phạm nhân đã hoàn thành thử thách 50 giờ ở trong chúng ta. Nghe không? Chào cô, chào. Rồi tốt. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu là trao thưởng cho hai phạm nhân khi mà đã hoàn thành thử thách. Chúc mừng hai phạm nhân đã giành được phần thưởng 5 triệu đồng. Chúc mừng hai phạm nhân nhá. Vâng, sau 50 giờ ngồi trong trại giam thì đầu óc em hoàn toàn trống trải, không có gì để chia sẻ. Vâng, mình chỉ mong là các bạn hãy sống thật là tốt để không phải phạm tội và đi tù vất vả lắm. Nói chung là không còn gì chia sẻ cả. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của NTL. Chào tất cả các bạn. Chào các bạn nha. Và tụi tiên mày mẹ. Chào các bạn nha.